quý vị và các bạn, chuyên mục ẩm thực kỳ này Xuân Long mời quý vị và các bạn quay trở về vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt cùng với Ánh Nguyệt và anh Nguyễn Minh Trí, đầu bếp của Hồ Quán Dốc Trời, một điểm đến khá độc đáo trên đèo Tà Nung phía tây của thành phố Đà Lạt để thưởng thức những món ăn đặc trưng của phố núi trong thời tiết se lạnh này nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn và anh Nguyệt một món đặc trưng của Hồ Quán Dốc Trời, đó là cá chép giòn và bò Dốc Trời. Thì hai cái món này thì là đặc trưng của quán. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh Nguyệt món thứ nhất là cá chép giòn. Mình sẽ làm những nước dừa và cúng với rau thơm bánh tráng. Cái này được lựa chọn như thế nào ạ? Riêng cá chép giòn này thì được nuôi rất là đặc biệt. Cá thì được dùng nguyên liệu thức ăn là đậu tằm để tạo nên cái hương vị riêng cho cá. Và cái thịt cá trở nên rất là dai và giòn. Bây giờ mình sẽ xắt những cá này. Vì những cá này là mình đã làm sẵn. Thì bây giờ mình sẽ xắt cho mọi người và anh Nguyệt xem nhé. Riêng cá chép giòn này á, thì mình cắt một độ vừa phải. Không dày quá mà không mỏng quá. Khoảng cỡ 0,2mm. Để tạo một cái độ dai, độ giòn cho cá. Mỏng quá thì nó sẽ bị nát. Và bây giờ thì mình đã cắt sẵn một phần ra đây. Một phần. Thì phần này thì mình sẽ có một nồi nước để mà mình nhúng. Thì nồi nước đây thì nguyên vật liệu để mình nấu là một nồi nước, bao gồm có nước dừa tươi nguyên chất và sả đập dập. Thì những nguyên liệu này sẽ tạo lên một cái độ thơm, độ ngọt, độ béo cho cá. Thì bây giờ mình đã làm sẵn nước thì mình có thể là đập và bếp lên bếp ha. Vậy thì trong thời gian mà mình đợi nước sôi thì mình có phải làm thêm gì không anh? Trong thời gian mà mình đợi nước sôi á thì thứ nhất là mình chuẩn bị những cái rau để ăn kèm và nước chấm ăn kèm. Bây giờ món tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh Nguyệt là món bò Dốc Trời, là một trong những món rất đặc trưng của quán và cũng là tên của quán luôn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh Nguyệt là bò. Thì bò là mình chọn những miếng thịt bò nó có độ mềm, độ dai, còn rất là thơm và tươi. Thì sẽ tạo lên một cái chất lượng rất là ngon. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái thịt bò này ra. Thì cái thịt bò này á, thì mình cắt là phải cắt theo đúng thế. Thì khi mình ăn thì nó sẽ không bị dai. Không bị dai mà sẽ tạo cho mình có một cảm giác rất là mềm. Món bò gọi là mình cắt hình vuông, khoảng bằng hình đầu ngón tay thôi. Bây giờ là mình đã cắt xong phần bò rồi. Thì mình sẽ ướp một cái gia vị cho một muỗng sa tế, một muỗng ha, một chút cần na, 1/2 muỗng đường, một chút bột ngọt thôi. Vì bột ngọt nhiều quá thì mình sẽ tạo một cảm giác rất là đắng. Và bây giờ mình sẽ cho một chút muối. Muối thì nó sẽ giảm được cái độ chua, độ chát, nó sẽ làm cho cái vị bò nó sẽ trở nên đậm đà hơn. Và sau đó là mình sẽ thêm một chút dầu ăn. Khi mình nướng nó sẽ không bị khô và nó sẽ tạo một cảm giác rất là ngọt. Sau khi mình ướp bò xong thì mình sẽ cho nó bếp than mình nướng ha. Và trong cái thời gian mình nướng này thì bò này thì mình phải dùng lửa rất là không được nhỏ quá mà không được to quá. Nếu mà to quá thì nó sẽ đúng thế. Thì khi mình ăn thì nó sẽ không bị dai. Không bị dai là sẽ tạo cho mình có một cảm giác rất là mềm. Món bò gọi là mình cắt hình vuông, khoảng bằng hình đầu ngón tay thôi. Bây giờ là mình đã cắt xong phần bò rồi. Thì mình sẽ ướp một cái gia vị cho một muỗng sa tế, một muỗng ha, một chút cần na, 1/2 muỗng đường, một chút bột ngọt thôi. Vì bột ngọt nhiều quá thì mình sẽ tạo một cảm giác rất là đắng. Và bây giờ mình sẽ cho một chút muối. Muối thì nó sẽ giảm được cái độ chua, độ chát, nó sẽ làm cho cái vị bò nó sẽ trở nên đậm đà hơn. Và sau đó là mình sẽ thêm một chút dầu ăn. Khi mình nướng nó sẽ không bị khô và nó bây giờ thì em đã có thể ngửi thấy được mùi thơm. Đúng thế. Thì khi mình ăn thì nó sẽ không bị dai. Không bị dai mà sẽ tạo cho mình có một cảm giác rất là mềm. Món bò gọi là mình cắt hình vuông,
khoảng màn hình đầu ngón tay thôi. Bây giờ là mình đã cắt xong phần bò rồi, thì mình sẽ ướp một cái gia vị cho một muỗng sa tế, một muỗng ha, một chút cần na, 1/2 muỗng đường, một chút bột ngọt thôi. Với bột ngọt nhiều quá thì mình sẽ tạo một cảm giác rất là đắng. Và bây giờ mình sẽ cho một chút muối, muối thì nó sẽ giảm được cái độ chua, độ chát, nó sẽ làm cho cái vị bò nó sẽ trở nên đậm đà hơn. Và sau đó là mình sẽ thêm một chút dầu ăn, khi mình nướng nó sẽ không bị khô. Và nó... Bây giờ thì em đã có thể ngửi thấy được mùi thơm của bò rồi, chắc là đã chín rồi đó phải không anh? Em lắp ra một món ăn rất đặc trưng tại nơi này. Và với những thông tin mà chương trình vừa mang lại thì anh Nguyên tin chắc rằng quý vị khi đến Đà Lạt sẽ chọn đây là một trong những điểm dừng chân thú vị của mình. Trong số các đoàn viên thanh niên học sinh đến theo dõi phiên tòa, dù chỉ là...